trong hai mỗi buổi này thì chúng ta sẽ tập trung vào khoảng bốn cái nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ học về thuế giá trị tăng, thứ hai là thuế thu nhập doanh nghiệp, thứ ba là thuế thu nhập cá nhân, và thứ tư là chúng ta sẽ học về luật quản lý thuế. Luật quản lý thuế. Thế còn chúng ta có một cái nội dung nữa là liên quan đến vấn đề về hóa đơn ấy. Hóa đơn này. Hóa đơn này thì tôi sẽ trình bày cái nội dung cái quy định về hóa đơn ấy, nó giải rác trong cái chuyên đề này. Ví dụ như chuyên đề về thuế giá trị tăng là sẽ liên quan rất nhiều vấn đề về hóa đơn nhá. Chúng ta lập hóa đơn như thế nào, chúng ta điều chỉnh hóa đơn ra làm sao, và từ cái điều chỉnh hóa đơn như vậy thì chúng ta sẽ kê khai điều chỉnh bổ sung như thế nào, thì nó sẽ nằm tập trung chủ yếu ở phần về thuế giá trị tăng. Được chưa? Thế còn trong cái chương trình học chúng ta sẽ học bốn nội dung này là chủ yếu. Tất nhiên là khi mà đi thi đại lý thuế nhá, mọi người nhớ cho tôi là người ta không chỉ giới hạn ở bốn cái nội dung này đâu, mà nó sẽ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt này, thuế tài nguyên này, môi trường này, rồi là cả về lệ phí, lệ phí trước bạ và lệ phí một bài. Thì ở những cái nội dung này mọi người tự đọc, bởi vì những cái nội dung này không có bài tập mà nó chỉ phục vụ cho câu hỏi trắc nghiệm thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ đọc thêm cái này ngoài. Tôi sẽ tập trung vào chủ yếu là bốn cái nội dung này. Lý do tại sao này là thứ nhất là ba cái nội dung này ngoài cái kiến thức về lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm liên quan những cái phần này có, nhưng quan trọng hơn cả là đi thi ba phần này luôn luôn có bài tập. Có những năm thì người ta cho chúng ta là một bài tập về thuế giá trị tăng, một bài tập về thuế thu nhập doanh nghiệp. Có những năm thì một bài tập về thuế giá trị tăng, một bài về thuế thu nhập cá nhân. Nhưng có những năm thì người ta cho cả bài tập. Thì tất nhiên là tùy theo cái mức độ khó hay dễ mà người ta cho cái số lượng bài tập nhiều hay là ít. Nhưng mà chắc chắn là ba cái dạng bài tập của ba cái sách quý này là mình sẽ phải học rất kỹ. Thế còn luật quản lý thuế thì tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta, trao đổi với chúng ta để làm gì. Ngoài cái việc mà chúng ta học để đi thi thì chúng ta còn phải có đạt được cái mục tiêu, đó là gì ạ? Kiến thức để chúng ta làm. Vì vậy cho nên thông thường tôi nhận thấy rằng các kế toán của doanh nghiệp rất lười đọc cái này. Điều chỉnh thế nào là cái câu hỏi thường xuyên đặt ra, thường xuyên là trao đổi với nhau. Điều chỉnh tờ khai thế nào, đúng không ạ? Tôi có thể thấy cái thứ dẫn đây. Nhưng mà đa phần kế toán thì mình đâu có đọc đâu. Cho nên trong chương trình của tôi cố gắng tôi đưa cái này vào là để tôi với cả mọi người cùng đọc, cùng đọc. Đúng không? Chúng ta sẽ phải cùng nhau đọc cái này. Vì là ở nhà thì chúng ta ngại không đọc. Đấy. Thì đó là bốn cái nội dung của hai cái lớp một mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ở trong khóa này. Và hôm nay chúng ta sẽ vào cái nội dung đầu tiên, đó là nội dung về thuế giá trị tăng. Thực ra trước khi vào thuế giá trị tăng, tôi muốn chúng ta phải nhìn nó một cách rất tổng thể thế này. Rất tổng thể thế này. Đây là cái sai lầm của kế toán, đặc biệt là những người mà làm việc thuế ở doanh nghiệp. Đó là gì? Ba sắc thuế này là ba sắc thuế có các quy định độc lập nhau, tuyệt đối không bao giờ được phép chúng ta mang quy định của sắc thuế nọ sang gắn với sắc thuế kia. Tôi lấy ví dụ thế này. Đây, giai đoạn này là cái giai đoạn mà doanh nghiệp nào đang phải xử lý đây, kế toán nào đang phải xử lý đây. Nó ngồi nó bắt đầu nó vẽ. Lập báo cáo tài chính mà, quy toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà, nó bắt đầu nó ngồi nó vẽ chi phí. Thế thì cái vẽ chi phí mà kế toán nó thường nó tập trung nhiều nhất nó là chính là tiền lương, đúng không? Bởi vì tiền lương nó không có hóa đơn mà, nó ngồi nó vẽ sau được mà. Nhưng mà nó vẽ làm sao lại để cho cái người mà lao động ấy là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Thì nó mới bắt đầu nó đọc này. Nó bảo các khoản khoán về tiền xăng xe là sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đúng không? Rồi là các khoản về khoán văn phòng phẩm, khoán điện thoại là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đúng không? Đúng rồi. Thế là nó đưa vào mà nó không biết được rằng là cái đó chỉ có quy định ở thuế thu nhập cá nhân, còn thuế thu nhập doanh nghiệp không có. Như vậy được hiểu rằng là gì? Nếu doanh nghiệp nào khoán khoán văn phòng phẩm, khoán điện thoại cho người lao động, người lao động không bị tính vào thuế thu nhập cá nhân, nhưng chi phí đó không được tính vào chi phí điện trừ của thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy một cái đấy, cái ví dụ đó là một cái minh chứng rất rõ ràng để cho chúng ta thấy rằng là gì, là các quy định của các cái sắc thuế này là độc lập nhau. Mình học về thuế giá trị tăng thì mình phải biết các cái quy định này chỉ áp dụng cho thuế giá trị tăng mà không áp dụng cho thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng không áp dụng được cho thuế nhập cá nhân. Mỗi cái nó có một luật riêng của mình, và đặc biệt không bao giờ được phép nhầm lẫn quy định của sắc thuế nọ với sắc thuế kia. Như vậy cái trình tự mà chúng ta học thì chúng ta học sắc thuế nào trước cũng được, cho nó độc lập nhau mà mình học cái nào được. Được chưa? Chứ không nhất thiết là cũng phải học thuế giá trị tăng đầu tiên. Đấy. Nhưng mà với chương trình của tôi ấy, thì bao giờ tôi cũng đi vào sắc thuế giá trị tăng trước. Nó có lý do ở đâu? Mọi người nhớ luật thuế của Việt Nam mình là người ta xây dựng dựa trên 300 nguyên tắc. Cái là ngân hàng thế giới người ta thống kê nhé. Luật thuế giá trị gia tăng của luật thuế của Việt Nam là được xây dựng dựa trên 300 nguyên tắc. Muốn giỏi về thuế, muốn học sâu được về thuế thì phải nắm được các nguyên tắc này. Và trong thuế giá trị tăng
thì nó chiếm rất nhiều, chiếm đa số trong 300 nguyên tắc. Và nói như thế để cho mọi người thấy tôi sẽ có một cách giảng nó khác so với cả những người khác, đó là chúng ta sẽ không học theo cái kiểu là luật quy định thế nào, mà chúng ta sẽ học theo cái kiểu đó là gì, chúng ta phải xuất phát từ các nguyên tắc này rồi xem là từ nguyên tắc này thì văn bản quy định thế nào, tức là mình tìm được nguồn gốc xây dựng các quy định, rồi sau đó chúng ta mới vận dụng nó một số những tình huống cụ thể để hiểu được quy định, và từ đó chúng ta mới có thể hiểu sâu được bản chất của các quy định. Cho nên những lúc như thế thì tôi yêu cầu chúng ta là phải ghi, và vì vậy nên ban nãy tôi yêu cầu chúng ta là phải có sổ to sổ dày đấy, như cái quyển này vẫn chưa đủ đâu, chắc chắn là chưa đủ đâu. Đấy. Còn những quyển nhỏ này về chỉ vài hôm là hết ấy. Mà hết thì đến lúc là mình vứt ở đâu ấy, đến lúc cần tìm không có. Tôi chia sẻ với cả mọi người cái này nó ngoài tí. Rất nhiều học viên mà sau này khi mà gặp lại tôi ấy, thì người ta đều có những cái phản hồi là những cái nội dung giảng của tôi họ ghi lại họ vẫn sử dụng trong quá trình họ làm việc, khi mà họ gặp đến họ vẫn dở ra để mà họ tra cứu, dẫn đến là chúng ta nhớ là cái tài liệu này không phải là chỉ sử dụng trong quá trình mà chúng ta đi thi được, mà chúng ta sẽ sử dụng nó trong quá trình mà chúng ta làm việc sau này, chúng ta còn phải tự nghiên cứu ở nhà rất là nhiều. Thì đây là những cái gợi ý để cho chúng ta, cái hướng dẫn để cho chúng ta có thể nghiên cứu được các cái văn bản về thuế nói riêng và các cái quy định về luật nói chung bằng cái phương pháp mà tôi sẽ cung cấp cho mọi người ở trên lớp. Nên tôi yêu cầu mọi người là tại sao ban nãy tôi nói là chúng ta cố gắng làm sao tham gia được đầy đủ tối đa là 21 buổi. Tôi nói lý do tại sao chúng ta sẽ học về thuế giá trị gia tăng đầu tiên là như thế, rồi sau đó chúng ta chuyển sang thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân sẽ học cuối cùng. Thuế thu nhập cá nhân luôn luôn học cuối cùng là bởi vì thế này, sau này chúng ta sẽ thấy cái nguyên tắc để xây dựng luật thuế giá trị gia tăng và luật thuế thu nhập doanh nghiệp là người ta dựa trên đối tượng sử dụng chủ yếu là ai ạ, là tổ chức, là doanh nghiệp. Mà tổ chức và doanh nghiệp có ai? Có kế toán. Còn thuế thu nhập cá nhân xây dựng cho ai? Xây dựng làm sao để cho bất kỳ một cá nhân nào khi họ phát sinh thu nhập trước thuế họ đều phải tự tính được nghĩa vụ của họ. Cho nên cách xây dựng của luật thuế thu nhập cá nhân khác hẳn với cả luật thuế giá trị gia tăng và luật thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ đối với luật thuế giá trị gia tăng, những người nào đang quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở doanh nghiệp nhớ rõ cho tôi này, cái gì mà không phải khoản thu nhập nào mà không phải nộp thuế thì sao? Vứt ra ngoài, vứt luôn ra ngoài, không cần đưa vào báo cáo, bởi vì nó đối tượng là cá nhân mà. Cá nhân thì phải quy định làm sao cho nó rất đơn giản. Cho nên là cách xây dựng luật thuế thu nhập cá nhân chúng ta sẽ thấy nó khác hẳn với cả cái cách xây dựng của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng. Hay là đối với cả luật thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó cái nguyên tắc kế toán đó là gì ạ, cơ sở dồn tích. Nhưng mà đối với cái luật thuế thu nhập cá nhân thì không thế, không dựa trên nguyên tắc dồn tích mà dựa trên nguyên tắc gì ạ, hợp nhận. Thời điểm nào mà cái người có thu nhập nhận được cái khoản thu nhập đó thì anh mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Cho nên ở doanh nghiệp khi chúng ta quyết toán thuế thu nhập cá nhân và chúng ta đang quyết toán thu nhập của họ là từ tháng 12 năm trước cho đến hết tháng 11 năm nay, chứ không phải là chúng ta quyết toán cái thu nhập của họ là từ tháng 1 đến tháng 12, là bởi vì doanh nghiệp luôn luôn trả lương tháng trước vào tháng sau. Chúng ta thực nhận tại sao là như thế, tôi hạn nhận được tiền thì tôi mới có tiền đi nộp thuế chứ. Còn trong nguyên tắc thì người ta nói là không phải bán tài sản khác đi để mà nộp thuế, cho nên họ sẽ chỉ phải nộp thuế khi mà thực tế họ nhận được gì ạ, nhận được tiền, nhận được thu nhập. Doanh nghiệp có thể họ đưa chi phí tiền lương tháng 12 của người lao động vào tháng 12, đảm bảo nguyên tắc dồn tích. Còn đối với thuế thu nhập cá nhân thì chỉ khi nào người lao động nhận được khoản tiền đó thì họ mới phải nộp thuế cho nó. Khác nhau chưa? Đấy. Cho nên cái nền tảng để mà chúng ta học nó xuất phát từ những cái nguyên tắc như thế chúng ta biết. Và khi chúng ta biết những cái nguyên tắc đó thì chúng ta tiếp cận với các cái quy định của thuế cực kỳ đơn giản. Chẳng có gì là khó cả. Thì đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ với cả chúng ta tổng quan nhất